À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các em đã đến với bài học số 3 với tiêu đề Sự sống thiêng liêng. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta đi tìm hiểu những nội dung liên quan đến văn bản đọc Thiên nhiên và hồn người lúc sang thu của tác giả Vũ Nho. Trước tiên hãy cùng cô đi vào phần 1 lớn, đó là phần khởi động. Em hãy ghi lại một vài cảm nhận sau khi chúng ta đọc bài thơ sang thu của nhà thơ Hữu Thỉnh trong chương trình ngữ văn lớp 7. Chúng ta có thể thấy bài thơ viết theo hình thức thể thơ 5 chữ rất ngắn gọn, đã thể hiện được những cảm xúc tinh tế của nhà thơ trước sự giao mùa của đất trời. Và chúng ta còn cảm nhận được những đặc trưng rất dễ nhận biết để nói về mùa thu. Vậy thì chúng ta có thể thấy ở đây một vài cảm nhận khi mà chúng ta đọc bài thơ, có thể là rung động, man mác, bâng khuâng của tác giả trước vẻ đẹp và sự biến đổi của thiên nhiên, như là hương ổi phả, sương trùng trình qua ngõ và sông thì rành ràng, chim vội vàng. Như vậy, với những hình ảnh đó, chúng ta có thể thấy được sự chiêm nghiệm của một người đã từng trải, đang có rất nhiều tâm sự nỗi niềm khi mà đã ở độ tuổi chín chắn và cũng như là có rất nhiều những cái kinh nghiệm trong cuộc sống. Chúng ta hãy ghi lại những cảm nhận chân thực của mình khi đọc bài thơ này. Như các em đã biết, mùa thu vốn là một đề tài rất quen thuộc, xuất hiện trong thơ ca cổ. Và đến những thời hiện đại thì tác giả cũng lựa chọn mùa thu là đối tượng để nêu ra những cảm xúc của mình. Bởi vì đây là một mùa có thể coi là đẹp nhất trong năm. Mùa thu đem đến cho chúng ta những cảm giác rất là thú vị. Và chỉ có mùa này mới đem đến cho chúng ta sự dễ chịu và cảm giác trong lành. Chúng ta sẽ tìm hiểu bài Thiên nhiên và hồn người lúc sang thu để có thể thấy được vẻ đẹp của mùa thu dưới góc nhìn của tác giả Vũ Nho. Bây giờ hãy cùng cô đi chuyển sang phần 2 lớn, đọc và tìm hiểu chung. Trước tiên đó là phần đọc văn bản. Các em hãy lưu ý cho cô khi đọc văn bản này, chúng ta cần đọc to, rõ ràng, ngắt câu, ngắt đoạn, linh hoạt. Các em cũng cần đọc diễn cảm, thể hiện được cảm xúc của người viết về bài thơ. Sau đây chúng ta hãy mở sách giáo khoa và nhìn vào văn bản. Cô sẽ hướng dẫn chúng ta đọc một đoạn. Văn bản Thiên nhiên và hồn người lúc sang thu, Vũ Nho. Với các thi nhân, mùa thu lưu dấu ấn của mình trong những vần thơ đượm một vẻ riêng trong trẻo. Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến, Xuân Diệu, Phi Cận, Lưu Trọng Lư, Tế Hanh, Nguyễn Đình Thi, vân vân đều có những câu thơ, bài thơ tuyệt đẹp. Đến lượt mình, Hữu Thỉnh lại làm cho mùa thu có thêm hương sắc mới. Mùa thu đến với anh khá đột ngột và bất ngờ, không hẹn trước. Bắt đầu không phải là những nét đặc trưng của trời mây hay sắc vàng hoa cúc như trong thơ cổ điển. Bắt đầu là hương ổi thơm náo nức. Một chữ phà kia đủ gợi hương thơm như sánh lại. Nó sánh bởi vì hương đậm một phần, sánh còn bởi tại hơi gió xe. Hương thơm luồn vào trong gió được tinh lọc, được cô đặc thêm. Gió mùa thu hào phóng, đem chia hương mùa thu, bấy giờ là hương ổi chín, tới khắp nơi trong vũ trụ. Tại một vùng quê nhỏ, trong một giây phút nào đó, người viết chợt bắt gặp hương thu và bỗng sững sờ. Đã cảm được hương ổi, đã nhận ra gió xe, hơn thế nữa, mắt lại còn nhìn thấy sương đang trùng trình qua ngõ. Những dấu hiệu đặc trưng của mùa thu đều hiện diện. Thế mà sao tác giả lại viết, hình như thu đã về. Còn điều chi nữa mà ngờ, thu đã về thật rồi đấy, sao còn nghi hoặc. Như đã nói ở trên, cái chính là sự bất ngờ, đột ngột. Do bất ngờ nên cả khứu giác, cả xúc giác, cả thị giác đều mách bảo thu về mà vẫn chưa thể tin, vẫn chưa dám chắc. Cái bàng làng mơ hồ chính trong cảm giác hình như ấy đã tôn thêm vẻ sương khói lãng đãng lúc thu sang. Đó là một nguyên nhân. Nhưng sâu xa hơn, ở đây còn bộc lộ nét sang thu trong hồn người mà sau chúng ta sẽ nói tới. Hình như thu đã về. Đó là một ấn tượng tổng hợp từ những cảm giác riêng về hương, về gió, về sương. Từ hương nhận ra gió, từ gió nhận ra sương. Nhưng khi phát hiện
Sương trùng trình qua ngõ, thì trong sương cũng có hương, trong sương cũng có gió, và trong sương dường như có cả tình. Trùng trình hay chính là sự lưu luyến, bâng khuâng, ngập ngừng, vịn dịn. Cái ngõ mà sương đẫm hương, sương theo gió đang ngập ngừng đi qua, vừa là cái ngõ thực, vừa là cái ngõ thời gian thông giữa hai mùa. Phút xa mùa của thiên nhiên ấy, nhìn thấy rồi, cảm thấy rồi mà sững sờ tưởng khó tin. Do đó, hình như thu đã về, còn như là một câu thầm hỏi lại mình để có một sự khẳng định. Nội dung còn lại thì chúng ta hãy tự đọc và chúng ta tự tìm hiểu kỹ. Sau đây cô sẽ hướng dẫn chúng ta tìm hiểu nội dung liên quan đến văn bản. Thứ nhất là về thông tin tác giả. Chúng ta cần nắm được cho cô một số nét khái quát về tác giả Vũ Nho. Ông sinh năm 1948, là nhà nghiên cứu, nhà phê bình văn học, dịch giả, nhà thơ và nhà văn. Chuyển sang những thông tin liên quan đến tác phẩm, chúng ta hãy chú ý cho cô thứ nhất là thể loại, đó là văn bản nghị luận. Bài viết vẫn nằm trong chùm bài số 3, đó là văn bản nghị luận, cho nên sẽ mang những đặc trưng của thể loại này. Xuất xứ của văn bản được trích trong cuốn đó là Đi giữa miền thơ của nhà xuất bản Văn học năm 1999. Phương thức biểu đạt được sử dụng chính ở đây đó là phương thức nghị luận. Chuyển sang phần thông tin tiếp theo đó là bố cục. Văn bản này chúng ta có thể chia cho cô thành 3 phần. Phần 1 chú ý cô giới hạn là từ đầu cho đến câu thơ Hình như thu đã về. Phần này nói về cảm nhận của tác giả về thiên nhiên lúc giao mùa và cũng như là tín hiệu báo mùa thu về. Phần 2 là tiếp đến ở hai khổ thơ trên. Nội dung chính là cảm nhận của tác giả về quang cảnh trời đất lúc vào thu. Phần 3 là phần còn lại. Tác giả nói về những biến chuyển âm thầm của tạo vật và suy ngẫm về cuộc đời người lúc chớm thu. Sau đây thì cô sẽ tóm tắt lại nội dung của bài viết. Với các thi nhân, mùa thu lưu dấu ấn của mình trong những vần thơ đượm một vẻ riêng trong trẻo. Đến được Hữu Thỉnh, ông lại làm cho mùa thu có thêm hương sắc mới. Mùa thu đến với Hữu Thỉnh khá đột ngột và bất ngờ, không hẹn trước. Bắt đầu không phải là những nét đặc trưng của trời mây hay sắc vàng hoa cúc như trong thơ cổ điển. Hai khổ đầu của bài Sang Thu rất đẹp về mặt tạo hình, rất tinh tế trong cảm nhận. Khổ thơ thứ ba là cái gốc của cây thơ, là nơi cho hai nhánh thơ trên tựa vào để khoe sắc, tỏa hương. Thiên nhiên trong Sang Thu chủ yếu là lắng lại, chủ yếu là chừng mực, đúng mức. Con người cũng thế. Nào bây giờ thì chúng ta hãy cùng cô chuyển sang phần tìm hiểu chi tiết nội dung của văn bản. Ở phần 3 lớn trải nghiệm cùng văn bản thì chúng ta sẽ tìm hiểu hai nội dung cơ bản. Thứ nhất là hệ thống luận điểm, lý lẽ và dẫn chứng trong bài viết. Và thứ hai là chúng ta đi tìm hiểu về bằng chứng khách quan và ý kiến chủ quan của người viết. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu hệ thống luận điểm, lý lẽ và dẫn chứng. Đây cũng là những dấu hiệu cơ bản để chúng ta nhận biết thể loại và nghị luận. Và khi chúng ta sử dụng thể loại này trong hành văn thì chúng ta cũng cần chú ý tới các yếu tố đó là luận đề, luận điểm, luận cứ hay là dẫn chứng. Với văn bản này thì chúng ta sẽ có luận đề, đó là cảm nhận về thiên nhiên và hồn người lúc sang thu. Luận điểm số 1 chúng ta lưu ý cho cô ở đây, đó là cảm nhận của tác giả trong khổ thơ thứ nhất và thứ hai. Bức tranh thiên nhiên mùa thu được miêu tả bằng khứu giác, thị giác và xúc giác. Trong luận điểm thứ nhất này thì chúng ta chú ý cho cô một số luận cứ. Không phải là những nét đặc trưng của trời mây hay sắc vàng của hoa cúc mà bắt đầu là hương ổi. Một chữ phả đủ gợi hương thơm sánh lại. Cảm nhận được hương ổi đã nhận ra gió se, mắt lại nhìn thấy sương đang trùng trình qua ngõ. Và luận cứ tiếp theo đó là thiên nhiên được quan sát rộng lớn hơn nhiều và có rất nhiều tầng bậc. Sông rình ràng, chim vội vã. Với các luận cứ này đã làm sáng tỏ cho luận điểm đầu tiên, đó là cảm nhận của tác giả về hai khổ thơ đầu, bức tranh thiên nhiên mùa thu bằng cảm nhận của tác giả thông qua khứu giác, thị giác và xúc giác.
Chuyển sang luận điểm số 2, đó là cảm nhận của tác giả về suy nghĩ, chiêm nghiệm của nhà thơ qua khổ thơ thứ ba. Chúng ta sẽ thấy qua phần đọc văn bản, ở đây có hai luận cứ. Thứ nhất là cảm nhận, suy ngẫm về tâm trạng của tác giả khi nhìn cảnh vật trong những ngày đầu thu qua hình ảnh nắng, mưa, sấm. Luận cứ thứ hai đó là cảm nhận và trả lời cho những chiêm nghiệm và sự từng trải của tác giả qua hình ảnh hàng cây đứng tuổi. Hình ảnh gợi cho người đọc nhiều liên tưởng như một đời người trưởng thành rồi già cỗi đi. Đó cũng là sự chín chắn của con người khi đến một cái độ tuổi nhất định. Người ta đã trải qua rất nhiều những đắng cay ngọt bùi trong cuộc sống và đến thời điểm này thì người ta sẽ có những chiêm nghiệm riêng về cuộc đời, về con người. Họ cũng sẽ cảm thấy bình tâm hơn trước những sóng gió của cuộc đời. Chúng ta cùng chuyển sang nội dung tìm hiểu tiếp theo liên quan đến văn bản, đó là bằng chứng khách quan và ý kiến chủ quan. Chúng ta có thể thấy câu văn thể hiện bằng chứng khách quan của người viết, đó chính là với các thi nhân, mùa thu lưu dấu của mình trong những vần thơ được một vẻ riêng trong trẻo. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể thấy một câu văn thể hiện ý kiến đánh giá chủ quan của người viết, đó chính là đến lượt mình, hữu tình lại làm cho mùa thu có thêm hương sắc mới. Như vậy là với hai định hướng vừa rồi liên quan đến văn bản thì đã khép lại nội dung thứ ba, đó là trải nghiệm cùng văn bản. Chúng ta sẽ không tìm hiểu theo những hướng trước kia nữa mà chúng ta sẽ tìm hiểu theo đặc trưng thể loại. Cho nên cô khai thác hai đặc điểm đó cũng chính là tìm hiểu theo đặc trưng của thể loại văn nghị luận. Bây giờ thì hãy cùng cô khái quát lại những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật trong phần 4 lớn tổng kết. Về nội dung, các em có thể thấy văn bản là lời cảm nhận sâu sắc của tác giả Vũ Nho đối với thiên nhiên và hồn người trong bài thơ Sang Thu của Hữu Thỉnh. Để thể hiện được cảm nhận đó thì tác giả đã sử dụng nghệ thuật đặc sắc, đó là sử dụng những cách nói rất là chân thực, sinh động khi mà đánh giá về bài thơ. Đồng thời, lời văn ở đây thì giàu hình ảnh, giàu cảm xúc. Tác giả còn sử dụng yếu tố như là tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm. Ở trong đó thì chúng ta hãy nhớ cho cô phương thức chính, đó chính là phương thức biểu đạt nghị luận. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần 5 lớn củng cố mở rộng. Trong phần này, cô có một nhiệm vụ dành cho các em để có thể củng cố kỹ năng và kiến thức liên quan đến bài học như sau. Hãy viết đoạn văn khoảng 7 đến 9 câu trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp thiên nhiên lúc giao mùa. Chúng ta hãy chú ý cho cô, chúng ta đã có rất nhiều bài tập để viết đoạn văn và chúng ta hãy luôn luôn nhớ về hình thức của đoạn văn. Đầu đoạn văn chúng ta phải lùi ô. Trong quá trình viết đoạn văn, chúng ta tuyệt đối không súng rằng, không ngắt đoạn một cách bất ngờ. Và kết thúc đoạn văn, chúng ta cũng cần phải có dấu chấm để khép lại nội dung mà chúng ta đã viết. Về vấn đề nội dung thì chúng ta thấy là đoạn văn này sẽ phải tập trung vào việc nêu cảm nhận về vẻ đẹp thiên nhiên lúc giao mùa. Các em có thể chọn thời điểm giao mùa giữa mùa hạ với mùa thu hay là thời điểm giao mùa giữa mùa thu với mùa đông, vân vân. Nhưng các em phải tập trung vào cái vấn đề mà mình lựa chọn. Cô sẽ có một đoạn văn để chúng ta tham khảo như sau. Thiên nhiên lúc giao mùa đem đến cho con người nhiều cảm xúc thú vị. Đối với tôi, khoảnh khắc sang thu thực sự ấn tượng. Khi đó, ánh nắng đã không còn chói chang, thời tiết mát mẻ, thoáng đãng hơn. Thỉnh thoảng lại có những đợt gió se lạnh khiến tôi vô cùng thích thú. Bầu trời xanh và cao hơn, những đám mây lững lờ trôi như đang đi dạo trên không trung. Những chiếc lá dần ngả sang màu vàng, hương hoa sữa phảng phất qua các con phố đông đúc người qua lại. Thu sang, tâm trạng mọi người cũng phấn chấn hơn. Các cô gái thi nhau diện những bộ áo dài trắng tinh khôi, chụp những bức ảnh chào thu. Mùa thu đã đem lại niềm vui lạ kỳ cho tất cả mọi người nơi phố xá nhộn nhịp, làm cho nhịp sống như đang chậm lại. Đoạn văn này để các em tham khảo thì nói về thời điểm giao mùa liên quan đến mùa thu, nhưng cũng đặt trong không gian đó là nơi phố xá đông đúc. Còn nơi các em sống thì có thể chỉ là một vùng quê hẻo lánh, một vùng quê yên bình. Các em cũng vẫn có thể viết ra cảm nhận của mình về sự chuyển mùa. Phần hướng dẫn đoạn văn vừa rồi cũng chỉ là một cách để chúng ta có thể tham khảo để vận dụng
cho phần viết của mình. Chúng ta đừng sao chép và hãy tự tạo cho mình một đoạn văn riêng thể hiện rõ kỹ năng làm văn của bản thân. Và phần hướng dẫn này thì cũng đã khép lại nội dung của bài ngày hôm nay. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Cô chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.